Sáng ngày 23 tháng 4, tuổi trẻ online có mặt tại ruộng dưa hấu của anh Trương Văn Anh, 35 tuổi, ông Trương Văn Thuận, 65 tuổi, ông Bùi Bình, 52 tuổi, cùng trú thôn Đại Đồng, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Cả ba hộ đang làm việc với công an huyện Phú Ninh để điều tra về việc bị kẻ gian cắt nhổ gần 3 sào dưa. Theo lời kể của anh Văn Anh, khoảng 19 giờ ngày 22 tháng 4, anh từ ruộng dưa trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Đến 5 giờ ngày 23 tháng 4, anh nhận thông tin từ ông Thuận là ruộng dưa của mình bị gia đình phá. Anh Văn Anh nói, khi đến ruộng dưa, thấy gần một sào dưa bị cắt, nhổ gốc. Mấy tháng trời đầu tư hết vào hai sào dưa, giờ bị người ta phá, cảm thấy rất bức xúc, mong cơ quan chức năng sớm tìm được kẻ gian. Đi dọc ruộng dưa, ông Thuận thất thần, nhìn những luống dưa đang héo dần, trái thì nằm nhăm nhở không biết phải làm sao. Vụ này ông bỏ ra 30 triệu đồng thuê đất, mua cây giống, phân bón đầu tư vào 3 sào dưa, giờ chỉ còn một tuần thu hoạch thì bị phá hư hỏng, coi như bỏ hết. Theo ông Thuận, trước giờ gia đình không xích mích, mâu thuẫn với hàng xóm, bản thân sống chan hòa với mọi người, vậy mà gần một sào dưa bị phá cũng không hiểu lý do vì sao. Cả cánh đồng dưa với hơn 8 hộ sản xuất, nhưng chỉ riêng 3 hộ gia đình bị kẻ gian nhắm tới, những ruộng dưa kề cận thì không. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, truy tìm kẻ gian và tìm phương án hỗ trợ cho người dân.